xin giới thiệu các bạn, đây là mẫu côn inox titan 7 màu, đầu xoay 360 độ. Đây, đầu xoay 360 độ, xích cũng 7 màu luôn các bạn nha. Rồi bây giờ mình sẽ đo cái côn. Mẫu này biểu diễn thì rất là ảo nha các bạn. Rất đã. Thân côn 28. Đường kính là 2.2 cm. Chiều dài giữa hai đầu côn là 17. 17 cm nha các bạn. Giữa hai đầu côn 17 cm. Mẫu côn này dùng để biểu diễn tự vệ hay là tập luyện cũng được các bạn nha. Biểu diễn rất là đẹp. Đây, biển rất là ok các bạn. Đây mình xoay cho các bạn coi nè. Đó, lên 7 màu titan. Đó, rất là ảo nha các bạn. Đầu xoay 360 độ đánh rất là sướng. Rất là im ha các bạn ha. Đó. Đây,